ngày 11 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Chai, Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Lâm Văn Hải 60 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh, tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Hải là kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, từng giết người, cướp tài sản cách đây 36 năm. Theo cơ quan công an, ngày 24 tháng 3 năm 1983, Lâm Văn Hải cùng Lương Thanh Dũng, Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Văn Vũ rủ nhau đi cướp nhà bà nội của Dũng là Lê Thị Bờ, ngụ ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành. Sau khi khống chế nạn nhân, cả nhóm lục lọi đồ đạc để cướp. Bà Bờ tri hô thì bị bọn cướp dùng búa đập vào đầu, thiệt mạng. Gây án xong, bốn tên cướp trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về hành vi giết người và cướp tài sản. Năm 1997, Dũng xa lưới pháp luật. Còn Hải trốn lên các tỉnh Tây Nguyên sống một thời gian sau khi gây án rồi về quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, lấy tên họ mới là Huỳnh Văn Thọ. Với tên họ mới, Hải lấy vợ sinh con và làm nghề thợ sửa máy xe cẩu cho đến khi bị bắt giữ.